Chào các bạn. Bây giờ là 14 giờ 40 phút thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2023. Tức ngày 22 tháng 2 nhuận năm Quý Mão. Nếu anh em chia sẻ mình cập nhật cái vải tháng 3. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật vải tháng 3. Đồng thời mình vẫn nói lại câu chuyện cũ. Đó là làm lọc và khoanh trước sau ra hoa 45 năm ngày là hiệu quả nhất. Vẫn là bài học cũ thôi. Đồng thời mình nhấn mạnh thêm một vấn đề nữa là cây vải sớm này chúng ta đảm bảo cứ có nước là có hoa quả đẹp. Thứ nhất, cái vải mình nó bị bệnh nhé. Thán thư, khô cháy hết lá rồi. Thì năm nay mấy cái vải che nhà tháng 3 này mình khoanh sớm hơn mọi năm, hơn một tháng. Vậy vải tháng 3 này nó chỉ ra chiếc u hồng một thời gian, hoặc có thể nó ra hoa từ thời gian lập đông cho đến mùa xuân, với thời gian ra hoa rất dài. Nhưng năm nay mình lại khoanh rất sớm, khoanh sớm hơn mọi năm một tháng. Bởi vì nhiều anh em có quan điểm là cây vải có thời gian ủ hoa lâu. Năm 19 mình đang có người nói là thời gian nửa năm. Rồi có người nói 3 tháng, có người 2 tháng. Như mình chỉ cần 45, 50 ngày. Nó chỉ bằng một lứa lộc. Cho năm nay mình cố tình khoanh sớm mấy cây này để chia sẻ với anh em. Có thể lúc ấy mình không nói. Vậy là mấy cây vải u thanh hà, u hồng năm nay, mấy cây vải này này. Mọi năm mình khoanh rất muộn. Tức không phải muộn mà thường thường là tháng 10 mình khoanh. Nhưng năm nay mình khoanh từ mùng 3 tháng 9. Hoa như này tạm ổn, quả như này tạm ổn. Và mình khoanh sớm. Và như chúng ta đã biết, như mình làm nhiều video, vào bờ sớm thì là thất bại rồi. Khoanh sớm, ưu điểm là hoa không mất. Nhưng thường là không đậu quả. Như cây này cũng tạm tạm. Như cây này có u gai hoặc cái gì đấy. Triều châu. Như cây bên này, đặc biệt là cây bên này, là cây vải mình khoanh cái lộc non. Và các bạn đã quan sát video mình, theo dõi video mình từ năm 19 đến nay, cây này chưa năm nào mất mùa. Nhưng tới bây giờ thì quả đã cũng không được ổn cho lắm. Quả thưa quá các bạn ạ. Cái quả thưa quá. Vậy qua đó càng lại khẳng định đến cái quy trình của mình là chúng ta làm lộc cuối cùng và thành thục bánh tẻ khoanh trước khi ra hoa 45, 50 ngày là vải tỷ lệ đậu quả nhất. Và cây này từ khi mình đăng video năm nay là quả kém nhất, nhưng hoa thì tuyệt vời, rất đẹp. Vậy ra hoa đẹp chỉ để khoe thôi, ra sớm. Thứ hai, mình nói về vấn đề tưới nước. Tại sao mấy cây vải mình gọi là mấy cây vải che nhà và không năm nào mất? Bởi vì mấy cây vải đó là quanh nhà mình mà mình trồng cây cảnh. Cho nên những cây vải đó năm nào cũng có quả. Và các bạn quan sát kỹ cây này. Chỗ này mình cũng trồng cây cảnh. Quả hơi thưa. Quả hơi thưa. Nhưng như thế cũng tạm ổn. Đây quả chùm hơn. Thì quá tuyệt vời. Cây bên này là ngay gốc cái cây to, mình có phủ bằng đống rác, tức là rất là ẩm ướt, thì quả lại quang tuyệt vời hơn. Đây, quả quang tuyệt vời hơn. Và cây này mình khoanh khi lộc còn non, mới nhú như lá chè, bắt đầu có bọ xít. Mình phun thuốc sâu từ mùng 3 tháng 4. Hôm nay là, úi dồi, bắt đầu có sâu gióm. Hôm nay là mùng 12, được 9 ngày rồi. Và các bạn nào muốn phun thuốc sâu thì hai hôm nay phun cũng được. Trời nó không mưa, nhưng nó mát mẻ, phun trời này cực đẹp. Nhưng có lẽ mình để sang thứ 7 mình phun. Trời hai hôm nay, thứ 4 và thứ 5, trời bắt đầu đỡ mưa, không còn nồm nữa. Nhưng thứ 7 trời nắng ráo hẳn, phun hai hôm nay là cực kỳ tuyệt vời. Trời không nắng, không mưa, cây vải nó từ từ hấp thụ, nó sẽ rất là tốt. Nhưng mình
mới được 9 ngày cho mình đợi hơn 10 ngày mình phun cũng được, thứ bảy mình phun. Cho nên bắt đầu có bọ xít và có sâu róm. Thì những cái vải này là những cái vải mình giữ được ẩm. Thứ nhất là mình để rác ở dưới, thứ hai là mình trồng cây cảnh cho nên quả tuyệt vời. Một cái vải nữa cũng không phải nơi mình trồng cây cảnh, nhưng rất vô tình, năm vừa rồi mình mấy lần mình phun tưới nào đó, hóa khiếc thế nào đó làm cho bục vòi. Hôm nay mình để hẳn một cái thang ở đó, lái khu gần cái giếng nước nhà mình. Đây gần cái giếng nước, giếng khơi ngày xưa, giếng cổ đấy. Nhà mình dùng 3 cái giếng, 3 cái nước máy. Một cái ở ao, một cái giếng khoan và một cái giếng khơi. Thì nhà mình để cái hệ thống này là bơm từ giếng khơi ra. Nhưng rất vô tình năm nay mấy lần bị bục vòi. Hay bục chỗ này nó tưới đẫm nước. Rất vô tình nó bị bục vòi. Nó đều tưới đẫm. Bây giờ bắt đầu rụng sinh lý. Quả đã rụng. Như các bạn quan sát, ở chỗ này thì cực kỳ ấm. Vợ mình vừa mới chặt bớt cây mít đi. Còn hai cây này đều là nơi mà bị nước bục vòi nó phụt ra. Các bạn quan sát quả ấy như thế nào. Đây. Và cũng đạt đều cây lộc non mình khoanh. Đấy. Quá cao rồi, mình không còn, mình giơ cao cho các bạn quan sát nhá. Bắt đầu có bọ xít. Đây các bạn quan sát đây. Ôi. Rất là sai. Ôi, các bạn quan sát rất sai. Ở dưới nó quá ấm thì nó không có quả. Nhưng trên đỉnh ngọn nó bắt đầu có quả. Đây, mình cũng không bấm tỉa. Rất rậm rạp đây. Trong một số cành răm đầy lá đây, mình cũng không tỉa. Đây. Các bạn quan sát cực sai, cực chùm, cực cục luôn. Trên ngọn cũng thế. Thì qua đây mình rút ra một cái kinh nghiệm bằng thực tiễn của mình là bao năm nay rồi. Thứ nhất vẫn là kinh nghiệm cũ. Làm lọc cuối cùng thành thục bánh tẻ trước khi ra hoa 45-50 ngày, khoanh phun HTC. Thứ hai vẫn là kinh nghiệm cũ. Vải sớm không khó làm, nhưng đòi hỏi chúng ta chăm sóc, đó là luôn giữ ẩm cho đất. Vẫn là kinh nghiệm cũ. Thứ ba, vẫn là kinh nghiệm cũ. Đó là vải sớm chúng ta không bấm tỉa, để cây rậm rạp. Tốt nhất, nhiều lá, nhiều lộc nhất. Đây là cái hàng ở ngoài đường mình. Mình cũng có quay đây. Đây, các bạn quan sát. Mình cũng không bấm tỉa. Cũng rậm mù, rậm mịt. Cây này cao quá, mình không với tới nữa. Mình chỉ xem những cành ở bên dưới. Cành này là cành thanh hà, ghép lôm côm. Các kiểu con đà điểu cả. Thì những cây này mình không tưới được. Quả nó bé hơn một chút. Cái quả bé hơn một tí. Đấy, quả bé hơn một tí. Đây, quả bé hơn một tí. Mình đã rắc lân và rắc NPK. Lân là đón hoa. Bọ xít bắt đầu có bọ xít non. Đây. Mình cũng chưa rửa được hoa. Nói thật, mình có làm được đâu. Mọi lý thuyết mình chia sẻ chỉ là lý thuyết thôi. Mình có làm được như mình nói đâu. Chưa cả rửa được hoa. Đây. Đấy. Tiếp theo mình nói về cây vải tháng 3. Thì mình năm nay chỉ khoanh mấy cây vải che nhà là khoanh từ mùng 3 tháng 9. Còn lại tất cả mình khoanh u hồng từ 30 tháng 10. Vậy là theo như là quy trình của mình là khoanh một thời gian giữa tháng 11 đến 20 tháng 11. Vậy là mình khoanh sớm hơn nửa tháng. Khoanh sớm hơn nửa tháng.
Vậy là cây này mình cũng khoanh vào 30 tháng 10 thì quả tháng 3 nó đậu hơn những quay cây mình khoanh từ mùng 3 tháng 9. Thì qua đây các bạn đã thực tiễn bằng cái vườn mình để các bạn tự rút ra kinh nghiệm làm lộc vải làm sao và chăm sóc như thế nào cho phù hợp và hiệu quả. Còn mình vẫn chốt lại kinh nghiệm cũ. Thứ nhất, làm lộc quấy thành thục trước khi ra hoa 45-50 ngày rồi khoanh và phun HTC. Thứ hai, vải sớm hoặc vải diễn thế để lộc lá, hạn chế bấm tỉa nhiều nhất, hạn chế bấm tỉa, càng lộc lá nhiều bao nhiêu thì càng ra hoa và đậu quả bấy nhiêu. Còn với vải sớm, chúng ta thu hoạch sớm, cho nên để dầm dày cũng được. Còn đối với vải thiều thì nó lại mâu thuẫn. Nếu chúng ta để lộc lá dày, ra hoa đậu quả tốt, nhưng sau quả bé, quả còi, quả một khó làm, thì đối với cây vải thiều chúng ta đã làm cho ra lộc lá nhiều nhất. Khi ra được quả, ra hoa thì chúng ta lại phải bấm tỉa phù hợp sao cho nó đủ thưa thoáng để vải chín đẹp. Thứ hai là cần phải tưới giữ ẩm. Xong rồi nhỉ? Có ba thôi. Một là làm lộc lá trước khi thành thục 45-50 ngày. Thứ hai, giữ ẩm đều. Thứ ba, lộc lá nhiều nhất. Hết rồi nhỉ? Vậy cảm ơn các bạn xem video nhé. Mình đang ngay để chia sẻ với các bạn. Các bạn tham khảo sang năm thôi. Còn năm nay đã làm xong rồi. Vải đã rụng, đã hỏng thì hỏng rồi. Vải đẹp thì đẹp rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn những vườn nào đẹp, những cây đẹp thì chúng ta chăm sóc tiếp thôi. Chúc các bạn làm vải luôn có những cái biện pháp kỹ thuật làm sao phù hợp nhất để chúng ta đạt hiệu quả. Cảm ơn các bạn xem video.